The Next CEO Team, thử thách cuối cùng. Sau một cái tuần mà mình đã có một cái buổi đi team building thì không biết là các bạn đã sẵn sàng để đón nhận những thử thách mới chưa ạ? Sẵn sàng! CEO Team không chỉ có POV. Phần thử thách này thì Vinat thấy nó khá là thật và nó gần giống với công việc của CEO Team thường hay làm. Ý cảm thấy thử thách lần này là không chỉ giúp cho người xem mà còn giúp cho các thí sinh hiểu rõ hơn về công việc của influencer. Chụp ảnh. Yeah, anh ra chụp tiếp không? Nó hình ok chưa? Đây là một cái thử thách không phải sở trường của em. Rồi, ngay từ tháng thì có rất là nhiều bạn đã nghĩ, đã nói là đây không phải là sở trường của mày nên là mày sẽ không làm được. Tạo trend. Mình có hơi bị kiểu thất vọng một chút, bởi vì mình nghĩ đối với một cái team mà có mặt của có sự có mặt của chị Choco thì sẽ là một cái gì đó rất là wow, rất là đặc biệt. Ra mắt sản phẩm âm nhạc. Đó là thử thách tạo trend cho nền nhạc ca khúc mới. Ca khúc được mang tên là Người Yêu Không Đá, một dự án mới của Select Network. Choco nghĩ bài hát này sẽ là một cái thử thách cũng như là một cái bước ngoặt cho cả Select Network và cả Choco. Chủ đề mới, thách thức tiềm năng của các thí sinh. À, tại sao cái này nó có thể trở nên phổ biến ở trên TikTok và tại sao nó khó trở nên phổ biến ở trên TikTok? Việc tạo trend trên TikTok cực kỳ khó. Cái lúc mà chưa đến cái đoạn drop á, cái mặt em đang chờ đúng không? Em đang lại kiểu em đang hết luôn đúng không? Tới bây giờ thì cái khắc nghiệt của cuộc thi vẫn còn rất là lớn. Giống như ngày hôm nay tụi mình thi tạo trend, nhưng tụi mình chỉ có 4 tiếng để thực hiện cả hai trend và mỗi người phải thực hiện cả hai tiếp cho hai trend đó. Kiểu chị nhìn qua cái là em đưa cam vô xong chị nhắm bằng cái thân chị đi. Để các nghỉ hàng muốn làm việc với mình thì điều đầu tiên chúng ta cần phải có đó là sức ảnh hưởng. Cái đó rất là quan trọng. Đúng rồi. Em cảm thấy thử thách lần này rất là thú vị nhưng mà cũng rất là căng thẳng khi mà em không biết được là cái tiêu chí của chương trình và cái nhu cầu của nhãn hàng như thế nào. Lấy cái góc này luôn thì nãy giờ mình chưa có. Ai sẽ trở thành thực tập sinh của The Next CEO Team? Tất cả sẽ có trong tập 5 phát sóng vào tối thứ Bảy ngày 4 tháng 6 trên kênh CLTV.